Hôm nay Anime Nhà Làm sẽ đem đến cho các bạn phần 2 của Chuyển Sinh Cùng Chiếc Điện Thoại Tôi Trở Thành Bá Chủ Thế Giới. Thằng nào là lôi là anh đánh cho tơi bời, nào chúng ta bắt đầu tiếp tục khám phá hành trình tiếp theo của ra thôi. Mở đầu là nhóm của Tōja đang thực hiện một nhiệm vụ tiêu diệt hai con người đá chơi đá cao cấp này. Tuy nhiên vỏ ngoài của nó quá cứng đao kiếm không xuyên qua nổi nên cậu đã nảy ra một ý tưởng, đó là dịch chuyển chúng nó lên độ cao 10.000m 10 để chúng rơi xuống. Sau đó họ ngay lập tức dịch chuyển tới chỗ hai con quái đáp xuống. Lúc này chúng đã bị thương khá nặng rồi nên việc tiêu diệt khá dễ dàng, chỉ cần dùng vài phép cơ bản để làm lộ cái lõi ra rồi đấm cái lõi là xong, thật tình là tôi chả thấy nhiệm vụ nào làm khó được cái nhóm này hết luôn á. Cũng nhờ tiêu diệt chúng nên cậu đã được thăng cấp bậc thành mạo hiểm giả hạng nhất. Zumina là thẻ xanh, còn cậu là thẻ đỏ chứng tỏ yêu mấy em. Cơ mà nhớ lại thì hình như cậu quên mất Seska rồi, mẹ dám bỏ bà lại hả thằng kia? Mặc dù nói mình không để bụng chuyện cậu làm nhưng mọi người nhìn cái vẻ mặt này đi, trông như có giống không để bụng không? Seska nói rằng nếu cậu tặng cô một bộ nội y sexy lady thì sẽ tha cho cậu. Mẹ ảo thật đấy, còn Linh thì cảm thấy bé Seska đó đỉnh vãi, dù là người máy nhưng cảm xúc. Cách cư xử pha chút tấu hài y trang con người, ngoài ra Linh đến đây để kêu Toza đi cùng mình để tìm kiếm tàn tích của những khu vườn Babylon còn lại. Nhưng cậu từ chối vì chưa phải lúc, cơ mà nếu cô thật sự có manh mối thì cậu sẽ giúp. Nếu không thì sẽ mua nội y sexy lady tặng Linh. Cái bà Linh này cũng bá dơ không kém, bỗng cậu có điện thoại từ chúa gọi đến nên cậu lén đi đến chỗ ông. Ở đây còn có bà thần tình yêu nữa, không biết hai người làm cái gì trên này nhỉ. Việc ông gọi cậu lên đây chỉ muốn biết cuộc sống cậu dạo này như thế nào thôi. Cậu cũng biết ơn ông đã cho cậu cuộc đời thứ hai này, ngoài ra con iPhone cũng dùng rất tốt. Giúp ích cho cậu rất nhiều việc chủ yếu là nhìn trộm à không là nhìn ngắm hình của mấy con vợ. Về phía mấy cô vợ của Tô Gia thì họ đang ngâm bưởi và đào trong suối nước nóng nhà làm. Ai nấy đều rất vui khi được Tô Gia tặng cho những đính hôn hơn thế nữa chiếc nhẫn còn đính cả ma thuật tăng tốc dịch chuyển và lưu trữ khét đấy nhỉ tuy bá đạo là vậy nhưng mấy cô vợ ai cũng lo lắng cho tô ra sợ rằng sau này sức mạnh của anh sẽ bị người khác lợi dụng thế nên từ giờ mọi người phải mạnh mẽ hơn để có thể kề vai sát cánh bên cậu giúp cậu tránh được những nguy hiểm khó lường chưa kể sau này tô ra có thể sẽ có thêm vợ nên càng phải cẩn thận có khi chính những người vợ ấy sẽ phản bội cậu tắm xong thì ra ê e cùng tô ra đi cháy phố trên đường đi ra ê e ấp úng muốn tô ra nắm lấy tay mình còn trưng ra cái vẻ mặt đáng yêu như thế khiến cậu phái phái chảy nước miếng sau đó cả hai nắm tay nhau cùng sải chân trên nền nhạc của chi quay về phía cung điện thì quốc vương vui mừng khi cậu đã một lúc đính hôn với cả bốn người đặc biệt là ông sớm muốn có cháu bồng nên kêu cậu hãy tranh thủ vừa nói xong thì ăn một đấm của jumina vì cái tội ăn nói xả lơ nhưng nếu muốn thông báo chính thức việc cậu sẽ kết hôn với jumina sẽ hơi khó vì những quý tộc khác sẽ không chấp nhận yêu cầu cậu phải có một thành tích thực tế phải cho họ thấy ánh hào quang rực rỡ của cậu thì sẽ dễ dàng hơn nhưng lúc đó cậu không được khóc. Sau đó cậu tạt ngang qua chỗ nhà trọ cậu ở lúc trước hỏi thăm tình hình làm ăn buôn bán, nhưng có vẻ không ổn cho lắm vì nơi này vốn đã vắng khách. Hơn nữa cũng không có gì đặc biệt để lôi kéo họ ở lại. Tô ra suy nghĩ một hồi rồi lôi con iPhone ra uống ba la xì bùm thoáng chốc cậu đã làm xong một cái nhà tắm nước nóng siêu vip rồi. Định mệnh ảo thật đấy, đầu tiên sẽ gọi người quen tới để họ thử trước. Sau đó họ sẽ marketing với mọi người xung quanh. Nghe tin chồng yêu ăn nên làm ra thì mấy con vợ cũng ăn la nằm rên à nhầm tới ủng hộ, suối nước nóng này còn có công dụng trị đau lưng, mỏi vai, ngay cả độc cũng trị được nốt, hơn nữa còn làm mịn da nữa chứ. Ôi suối này suối điên suối khùng rồi mọi người ạ. À. Lúc này Jumina hỏi mọi người lý do thích tô ra thì ai cũng trưng ra dáng vẻ ngại ngùng con thạch sùng của mình. Ai cũng có lý do riêng của họ, nhìn chung thì mọi người đều thích con người của tô ra. Một người sở hữu sức mạnh kinh khủng nhưng lại rất tốt bụng, luôn quan tâm và giúp đỡ người khác hết mực chưa kể còn không màng tới nguy hiểm bản thân vì người khác. Điều này rất hiếm ai có thể làm được ngoại trừ anime nhà làm, chắc chắn cậu ấy sẽ là một người chồng tốt. Cơ mà sao cứ quay vô mấy cái bo đi thơm ngon mời bạn ăn nha này vậy trời. Biết làm vậy là tôi khoái lắm không hả, còn riêng Jumina thì đã yêu Toza từ cái nhìn đầu tiên rồi. Bỗng Seska đòi qua liên hoan xác thịt với Toza, còn bảo rằng không sợ lộ đâu vì tác giả che khúc này rồi. Đang trèo qua thì điện giật tê mẹ người, đây chính là điện gây tê do cậu lắp đặt để phòng ngừa nếu ai nhìn trộm thì sẽ có hậu quả giống như vậy. Lúc này bà liên tự nhiên xông vào phòng tắm nam với dáng vẻ hồn nhiên như con điên bảo rằng đã tìm thấy di tích Babylon, khiến mấy thằng cha kia nhận cú sốc đầu đời rằng tại sao nhỏ này lại lép giữ dậy trời. Cả nhóm đang cùng nhau tiến đến phía vương quốc Sandoza, nơi có sa mạc Zabi, Linh đã tìm hiểu được ở chỗ đó cũng có tàn tích cổ đại và có sáu cột đá ma thuật giống như lúc trước cậu đã từng gặp. Trong cô có vẻ háo hức lắm mà nhìn lại thằng cha Toza thì như méo muốn đi chút nào. Cơ mà nếu không đi thì sẽ phải tặng nội y sexy lady cho bà cậu đành phải chấp nhận. Đang nói thì bỗng xuất hiện con quái vật bằng đá lúc trước cậu đã tiêu diệt. Nó đang đuổi theo một nhóm người nào đó, đương nhiên là bây giờ cậu sẽ đi lo chuyện bao đồng rồi. Cả nhóm nhanh chóng xuống ứng cứu mọi người chứ không họ sẽ đi chân lạnh toát. Sau khi cứu người xong thì cậu ngay lập tức dùng cổng để ra e có thể tiếp cận và chém nó nhưng ra gì cứng như trâu sao mà chém được. Còn bị nó tấn công ngược lại tí thì toang, đang núp thì cậu gặp lại người quen, hóa ra đó là nd nhìn anh rất ô sờ kê và đặc biệt không bị bê đê có vẻ như cậu ấy biết rất rõ về nguồn gốc của loài quái vật này cũng như cách nó xuất hiện nói rồi nd dịch chuyển lên người nó rồi chỉ cần đạp một đạp con quái vật vỡ vụn luôn rồi việc còn lại chỉ cần đập hai cái lõi nữa là xong mà ông này cười trong cứ sở khanh thế éo nào ấy nd còn tiết lộ cho tôi ra rằng mấy con tép diêu ban nãy đang đi tìm vị vua của chúng và cả nd cũng vậy sau đó nd đánh bài chuồn tôi ra liền cho mọi người uống nước vì đang ở giữa sa mạc mà khát chết sao được biết là họ đang giúp mấy cô em nô ly nô lệ này chạy trốn khỏi đất nước hãm lình kia ở nơi đó quý tộc coi con người như cỏ rác nô lệ vậy thế nên mấy em gái thơm ngon à nhỏ bé này đã bị chúng gắn vòng cổ nô lệ vào nếu cô chấp tháo ra thì họ sẽ đi gặp ông bà ngay nó chỉ được gỡ ra bởi chính người đeo vào nhưng ông ấy chết mẹ rồi còn đâu thấy vậy cậu liền ú ba la xì bùm cái vòng đã không còn trên cổ mấy cô em nữa ngoài ra jumina cũng có ý muốn giúp họ đi đến vương quốc belfast ở cho lành xong việc thì cậu lại kể cho mọi người nghe về anh chàng ND đẹp dai khoai to kia. Cậu đã gặp và giúp ND trả tiền mua đồ ăn vào lúc đi mua nhẫn đính hôn cho mọi người. Đây chính là đồng tiền mà cậu ấy đã dùng, vừa thấy thì Seska vô cùng bất ngờ vì đó chính là đồng tiền được tạo ra từ 5.000 năm về trước. Một người sở hữu sức mạnh kinh khủng có thể hạ con quái vật nhanh gọn như vậy cộng với việc mang theo loại tiền tệ từ 5.000 năm về trước quả thật không bình thường chút nào. Cậu cũng kể về việc giáo sư Babylon trước đó đã liên lạc và kể cho cậu về tương lai mà cô đã nhìn thấy. Seska cũng tiếp lời đó cũng chính là sự diệt vong của nền văn minh cổ đại do lũ đặc cầu đồn lầu này gây ra. Giáo sư Babylon cũng đã chế tạo ra một cỗ máy chiến đấu điều khiển để tiêu diệt mấy khứa này. Tuy nhiên ngay sau đó chúng lại biến mất như cái cách cờ rút trao cho bạn hy vọng rồi ngay sau đó lại đi quen thằng khác. Nghe thấy có cỗ máy chiến đấu siêu vip rồi thì thằng Chatoza nhảy cẩn lên đòi đi đến chỗ đó ngay lập tức. Nhưng hiện tại cỗ máy đó đang nằm trong kho chứa của những tàn tích Babylon còn lại. Tự nhiên cậu cao hứng đòi đi khám phá tàn tích liền. Tới nơi thì chỉ có mỗi cậu vào được bên trong, cậu bảo hai bé Petcute hột me bảo với mọi người không cần lo lắng. Sau đó cậu tiến tới và bắt đầu truyền ma lực để khởi động trận pháp dịch chuyển. Cậu mong nó sẽ là kho chứa nhưng có cái con cá trà bạc. Chủ nhân hiện tại của khu vườn là bé Rosetta này nói đây là công xưởng chứ méo phải kho chứa. Nhưng trước tiên cô phải kiểm tra xem cậu có phải là người tương thích hay không đã. Bằng cách là tô ra đứng yên ngay tại chỗ đó và đoán quần xịp cô đang mặc là màu gì. Mẹ nó cái bà giáo sư Babylon này lúc tạo ra mấy bé người máy này nghĩ cái gì trong đầu vậy trời. Hentai ZA, cậu chỉ được đoán một lần duy nhất và thời gian sẽ là 5 phút. Lịt bẹ đúng là quá đáng lắm luôn á, hết cách cậu đành phải làm theo. Nhưng mà cái váy huần hòe gì mà chống được cả ma thuật gió. Tức tím người cậu dùng ma thuật lửa để đốt mẹ luôn cái váy nhưng vẫn méo hề hấn gì. Cậu phải tung ra tuyệt chiêu cuối cùng đó là nhìn xuyên thấu vật thể. Sau đó cậu thẫn thờ và gục xuống đưa ra đáp án là Rosetta éo mặc gì cả. Hảo hán quá đi mất, vì cậu đã đoán đúng nên cô đã chấp nhận cậu là người tương thích rồi tiến tới cháo lưỡi cậu để xác nhận chuyển giao quyền điều khiển công xưởng cho cậu sau đó cô dẫn cậu đi tham quan công xưởng bên trong chỉ là một không gian trắng tinh như ngọc trinh đây là một công xưởng vạn năng có thể tạo ra mọi loại công cụ mà cậu hình dung ngoài ra còn có thể phục chế lại sản phẩm cậu liền lôi cây súng ống của mình ra rồi nhờ cô phục chế lại bằng nguyên liệu khác là cục đá kim loại cao sở cấp này quả thật làm được mà còn làm rất nhanh nữa hơn thế là còn tự thiết kế tùy ý nữa quả thật vô cùng tiện lợi Lúc này cậu chợt nhớ ra con người máy siêu vip rồ của giáo sư đã được chế tạo ở đây. Cậu liền hỏi Rosetta có thể chế tạo nó lại không thì cô bảo rằng có cái đặc cầu, muốn chế tạo thứ đó cần rất nhiều trang thiết bị. Ngoài ra cô cũng không có bản thiết kế chi tiết, chỉ còn cách là tìm nhà kho thôi. Thôi trước mắt là cứ đưa mọi người lên đây đã, vừa gặp nhau là cả hai trao nhau những câu yêu thương vô cùng ngấn lệ như đờ mờ mờ. Cơ mờ mờ, đấm chết cha mày bây giờ, cậu méo quan tâm và đưa ra quyết định là sẽ kết hợp cả hai là vườn trời và công xưởng lại với nhau để tiện điều khiển. Nhân tiện thì cậu cũng đã tập tành kinh doanh bằng cách mở cho mình một tiệm vừa có thể uống cà phê vừa có thể chiêu chiêu đọc sách. Tên là Nguyệt Độc, mục đích cậu mở cửa tiệm này là để cho mấy em nô lệ lần trước có chỗ kiếm lúa chứ không thì họ bốc cớt mà ăn. Cũng nhờ ông thương nhân người thú đã mua lại một nùi xe đạp của cậu để cậu có vốn mở được cửa tiệm hoành tá tràng này. Toàn bộ dụng cụ ở đây đều do phép thuật vô tính của Tô gia tạo ra khiến cậu nhóc này có vẻ sầu đời. Vì người ông đã mất của cậu nhóc là người có thể sử dụng phép thuật vô tính dạng trọng lực, có thể làm cho đồ vật mình chạm vào nặng hơn nhưng cậu nhóc chờ e chê vì nó quá vô dụng toza liền phản bác và nói rằng tao sẽ làm cho phép đó thành phép siêu cấp vip rồi cho chú xem sau đó toza và zumina đi đánh lẻ với nhau tưởng là cô rủ cậu đi hẹn hò tò te đồ nhưng hóa ra là đi tới hội mạo hiểm giả săn quái vật đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba là đàn bà cả hai đã quyết định đi săn cua hoàng đế về mần thịt ăn vừa đưa thẻ ra để nhận nhiệm vụ thì bà chị tên prim này đã nhận ra toza prim nhờ cậu hãy nhập về bộ sách mà cô ưa thích đó là đoàn kỵ sĩ hoa hồng của hoàng quốc refreeze Cậu cũng vui vẻ đồng ý, riêng tôi thì để ý Jumina đỏ mặt khi nghe thấy tên bộ sách. Lúc trên đường đi tìm kiếm con cua hoàng đế thì Jumina đã kể cho cậu nghe về bộ sách đó. Đại khai nó nói về tình yêu giữa những con người trong kỵ sĩ đoàn. Ô kê cũng được thôi nhưng vấn đề ở đây là trong kỵ sĩ đoàn đó toàn là nam, tô ra nghe xong thì muốn mất con mẹ nó luôn. Về việc tại sao Jumina lại nắm rõ bộ sách nghe có vẻ gây lọ ấy như vậy là do cô quen biết với tác giả của bộ sách. Đó chính là Jilly Elzem Refresh, đại công chúa của Hoàng quốc Refresh rồi thứ giữ luôn do từ xưa cả hai vương quốc đã có mối quan hệ như gia đình nên zumina và ziliel từ nhỏ đã thân với nhau như chị em cây khế nghe xong thì tô ra váng mẹ cái đầu rồi bỏ chuyện đó sang một bên cậu bế zumina bỏ vào ba lô đưa em ra khỏi thủ đô để bắt cua hoàng đế về bỏ vào xô zumina phụ trách khống chế nó còn tô ra đã dịch chuyển ra đằng sau dùng trọng lực dễ dàng tóm gọn con cua xấu số này cậu đã làm cho nó nặng hơn để cho nó khỏi lết được luôn sau khi hoàn thành ủy thác thì zumina đã được thăng lên cấp bậc đỏ lẻ Bây giờ Tô sẽ đi mua bộ sách mà Prim yêu cầu luôn nên sẵn cậu nhờ cô tìm giúp thêm mấy bộ tương tự như vậy. Không chần chừ Prim ngay lập tức chạy vô thông báo với chị em cây khế của mình, sau đó cô quay lại và đọc một loạt tên các bộ sách mà mọi người yêu cầu. Nhiều đến nỗi cái ví của cậu còn cảm thấy đau đớn dùng. Cô vẫn đọc hang say trong những ánh mắt sáng như đèn ông sao của mấy chị em, không biết mấy chị em hiện đại có đam mê mấy loại chuyện này không nhỉ? Cậu sẽ đến hoàng đô của Refresh thông qua ký ức của Zumina. Đã là hoàng đô thì không phải bàn cãi về độ lộng lẫy sang trọng của nó rồi, Tô ra ghé vào tiệm sách và hỏi nhân viên ở đây về mấy loại sách mà cậu đang tìm kiếm. Mặc dù cậu đã giải thích rằng mình chỉ mua theo yêu cầu thôi nhưng có vẻ cô ta tưởng cậu là thằng gây lọ. Ngoài ra cậu còn mua thêm một vài loại sách khác cho cửa tiệm của cậu thêm phong phú. Bỗng một cô gái muốn hỏi mua tập cuối của bộ ma thuật màu hoa hồng. Nghe tên là biết fan bin rồi, cơ mà cậu là người đã mua nó trước nên có cái đặc cầu mà anh nhường nhé. Rồi cô ấy bỗng ngó nghiêng đống sách mà cậu đã mua, rồi cũng tưởng cậu là thằng gây lọ. Thương cho tấm thân cơ hàn của Tô Gia, đi mua sách dùng thôi mà ai cũng tưởng cậu là BD. Không dụ dỗ được cô liền dở cho người nổi tiếng. Nói rằng nếu cậu nhường cô tập cuối thì cô sẽ ký tên cho cậu toàn bộ các tập của đoàn kỵ sĩ Hoa Hồng vì cô chính là tác giả. Nhưng tô ra tin thế méo nào được nên cậu cũng đã hỏi gài cô ta. Có phải là công chúa Giliel? Cậu nghĩ rằng cô ta là đa cấp lừa đảo nhưng hóa ra lại là hàng thật 100% còn nguyên chưa bóc vỏ. Còn Jiliel nghĩ Tô Gia sẽ lợi dụng cô để liên hoan xác thịt với thằng em mình rồi thâu tóm cả vương quốc. Đờ mờ con này khùng quá điên rồi, Hết cách cậu đành nhờ Jumina đích thân giải thích cho lẽ chứ nói chuyện với nhỏ này một hồi chắc cậu hóa điên quá. Trong lúc đó Toza đã tới công xưởng để chế tạo ra thêm một cuốn tập cuối nữa đưa cho Jiliel để mọi chuyện êm đẹp. Về tới cửa tiệm thì ai nấy cũng háo hức với đống sách cậu vừa nhập về, trông như mấy con nghiện vậy. Cậu cũng cảm ơn Qiu đã chỉ cho cậu phép trọng lực, để đền đáp thì cậu đã thực hiện nguyện ước của Qiu là giúp cậu bé trở nên mạnh hơn để bảo vệ cờ rút của mình, bằng cách là đưa Qiu vào trường quân sự hạng nhất của vương quốc. Cậu còn bắt gặp Elze mới tập luyện xong, liền đưa cô tới suối nước nóng tắm cho sảng khoái, tình hình làm ăn của quán bây giờ cũng đã ổn. Ông chủ cửa tiệm quần áo này chính là mối của quán, không tắm hai lần một ngày thì ông chịu không nổi. Hơn nữa ông cũng đã làm xong bộ đồ mà Tô ra thiết kế, cậu liền nhanh chóng đưa cho Elze mặc thử. Chu cha mà ơi chảy nước miếng chảy nước miếng, tuy cô ấy luôn nghĩ mình không hợp nhưng trong lòng lại rất thích mặc những bộ đồ dễ thương như thế. Nên cậu đành phải tạo ra tình huống để cho cô mặc thử rồi tiện thể nói đây là món quà dành cho bấy bỉ của anh do chưa quen nên Elze đã ngã vào lòng Tô Gia khiến cậu rất hạnh phúc à hạnh phúc. Hôm sau Tô Gia chuẩn bị có một chuyến đi đến đế quốc Zegulot để nhập thêm sách về cho tiệm cà phê. Tuy nhiên khi đến nơi thì có vẻ đang xảy ra hỏa hoạn, cậu cảm thấy đây không phải một cuộc hỏa hoạn bình thường nên đã nhanh chóng chạy lên nóc nhà để xem tình hình. Cậu quyết định cứu lấy một cậu lính để hỏi han sự tình xem như thế nào thì cậu ấy bảo rằng quân đội triều đình đã nổi loạn, vậy đây là một cuộc đảo chính. Tô Gia giúp cậu trai kia trốn an toàn xong thì chạy một mạch đến chỗ lâu đài của nhà vua dự định sẽ cứu ông ấy trước và dùng cổng giúp ông trốn thoát, như vậy có thể trận chiến này sẽ dừng lại. Nhưng nói khó hơn là làm, cậu có biết phòng của vua méo đâu. Đang đi thì nghe thấy tiếng la thất thanh của một cô gái nên cậu lôi con iPhone ra để tìm, sau đó cậu đã kịp thời cứu được cô ấy trong tình thế ngàn cân treo sợi bún. Còn chị thương cho bé nữa chứ, ôi thôi con nhỏ này rơi vào cái lưới tình của thằng Tô ra mất tiêu rồi, bỗng nhiên có cô gái tóc vàng chạy tới. Hóa ra cô ấy tên là Kazon thuộc kỵ sĩ đoàn bảo vệ đế quốc, còn bé xanh lẻ này tên là Lucia. Đệ tam công chúa của Đế quốc Regulus, Lucia khẩn cầu mong cậu hãy cứu lấy phụ hoàng và hoàng huynh. Đáp lại mong ước của Lucia, cả ba cùng nhau tiến đến căn phòng nơi bệ hạ đang bị bắt. Thằng cha này là Baza, nhìn mặt là thấy ghét rồi, Tô Gia liền hỏi cung hắn tại sao lại gây ra cuộc đảo chính này thì hắn trả lời tỉnh như rồi. Đương nhiên là bố mày muốn chiếm lấy đế quốc, sau đó sẽ phát động chiến tranh với các đất nước khác để xâm chiếm lãnh thổ. Mặc dù cả ba nước Belfast, Vương quốc người thú và Refreeze đang liên minh với nhau nhưng hắn vẫn rất tự tin có thể giành chiến thắng lý do mà hắn tự tin như vậy vì đã ký khế ước với ác quỷ bằng cách hiến tế những tên tù binh đang bị giam giữ ngoài ra hắn còn sở hữu vòng tay có thể hút ma lực của những người xung quanh hơn thế nữa còn có cả vòng tay giúp hắn chống lại toàn bộ sát thương vật lý con quỷ ấy cũng giúp hắn chống lại toàn bộ đòn tấn công ma thuật ây già có vẻ kẻ thù lần này sẽ khó nhằn đối với tô ra đây cảm thấy nếu chiến đấu tiếp sẽ không ổn nên tô ra cùng mọi người rút lui trước để bàn kế sách đối phó với hắn sau trước khi đi cậu tặng hắn ma pháp ảo ảnh khiến hắn và đồng bọn sợ xanh mặt sau đó cậu nở một nụ cười vô cùng sở khanh và rời đi. Đúng là người tàn ác thường sống thành thơi, về đến nhà thì cậu cùng mấy con vợ ngồi nghĩ cách làm sao để thắng một tên như thế thì tô ra lại trưng ra bộ mặt không thể đáng sợ hơn. Cậu sẽ dùng thứ đó mà thứ đó là thứ gì thì cậu không nói. Hiện tại thì mọi người cũng đã an toàn nên tô ra khá yên tâm, còn bé Lu Cia bảo cậu cứ gọi cô là Lu thôi được rồi. Chẳng may con vợ cả đứng ngoài cửa nhìn vô chằm chằm làm cậu giật bắn mình, còn tưởng con ma nữ nào. Zumina tiến vào và giới thiệu ra thế khủng của mình, còn tô ra sẽ về lâu đài để báo cáo với quốc vương. lúc cậu vừa rời đi là jumina liền hỏi lu có thích tô ra không thì các bạn nhìn cái mặt này cũng hiểu rồi đó. lại chả chết mê chết mệt à? tôi nghe có mùi đây là con vợ thứ năm của tô ra rồi anh em ạ. À. lúc này cậu cũng được quốc vương thông báo jumina sắp có em. nếu là con trai thì cậu sẽ không phải lo phải kế vị. báo cáo xong thì cậu tạt ngang qua công xưởng để chế tạo thứ gì đó. lúc này cậu cũng được biết rằng mấy cái vòng mà tên gian ác lúc nãy đeo chính là của kho chứa vì lý do nào đó nó đã rơi xuống mặt đất và có kẻ đã lợi dụng sức mạnh của những thứ đó. Đến tối thì cậu quay lại thăm quốc vương của Zegulot, ông rất biết ơn cậu đã cứu mạng ổng và cô con gái nhưng vẫn chưa biết tung tích của hoàng huynh của Lu. Tô ra liền lôi con iPhone ra định vị rồi hỏi nhà vua xem ổng đang ở đâu mà đi tìm. Sáng sớm mai cậu cùng các con vợ đi giải phóng đất nước Zegulot sẽ chia ra thành hai nhóm. Nhóm này sẽ đi chấn áp đám quân đội làm phản, còn nhóm này thì sẽ support cho team bằng ma pháp và súng ống. Còn cậu sẽ đối đầu trực diện với con quỷ hung ác kia những đòn tấn công của nó rất rát nhưng tô gia đã né được ngay lập tức cậu dùng gia tốc để tiếp cận nó và ngay khoảnh khắc thanh kiếm sắp bổ vô đầu con quỷ thì cậu đã dùng gia tăng trọng lực khiến cho thanh kiếm nặng hơn để gia tăng sát thương tối đa thành công đánh bại con quỷ ơ ờ, tôi còn tưởng đánh nhau y xèo dữ lắm mà sao nhanh quá dậy trời việc còn lại là xử lý ông này nữa là xong mặc dù tô gia đã khuyên nhủ hắn quay đầu là bờ nhưng hắn lì như trâu vậy thế nên cậu đã nhốt hắn vào cái lồng có chứa một loại sờ lam loại sờ lam này tỏa ra một mùi khắm lọ hơn cả mắm tôm nên ai hít vào sẽ ngất mẹ nó luôn. Vậy là giải cứu đế quốc Zegulot thành công tốt đẹp, quốc vương cũng đã thông báo cho người dân để họ yên tâm hơn. Vì cậu là ân nhân của cả đế quốc nên quốc vương muốn cảm tạ cậu bằng thứ gì đó. Nhưng cậu cứ chê lên chê xuống không muốn nhận. Cha vợ tương lai của cậu lúc này đã bóp rái cậu nói rằng lúc trước thằng Tô ra này cũng chê việc được nhận quà nhưng may là đã chấp nhận con gái ổng. Được nước quốc vương của Zegulot lấn tới gả luôn cô con gái Lucia cho thằng Tô ra. Vừa cả jumina cũng thêm dầu và lửa để giúp toza có thêm cô vợ thứ năm trong lúc cậu hoang mang tột độ thì bà lu CIA này đồng ý con mẹ nó luôn rồi đúng là mê trai đầu thai cũng không hết vậy là lu chính thức gia nhập hội những bà vợ chưa cưới của toza có vẻ như cậu đang lo lắng không biết liệu thằng em của mình có chịu nỗi không đây cũng nhiều chuyện này mà hai nước có thể thiết lập liên minh với nhau cũng là do sức mạnh của toza đã lớn đến nỗi có thể chi phối cán cân quyền lực của các quốc gia nếu chỉ phục vụ một nước thôi thì các quốc gia khác sẽ cảm thấy bị đe dọa Ngoài ra quốc vương muốn thông báo với mọi người về hôn ước của cậu với Jumina và Lucia. Tuy nhiên nếu làm vậy thì cậu cần phải có thân phận tương xứng. Vì thế nên hai ông vua đã quyết định chuyển nhượng cho cậu một phần lãnh thổ giữa hai đất nước. Mục đích là để cho cậu thành lập một vương quốc nhỏ ở đó và đăng cai thành vua. Như thế mọi việc sẽ dễ dàng hơn, cậu cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận chứ biết sao giờ. Về nhà thì cậu cùng các con vợ suy nghĩ đặt tên cho vương quốc mới của Tô Gia là Bờ Jun Lúc này bé Lu bước ra để cùng bàn với mọi người. Mọi người hỏi cô là thích sống trong ngôi nhà như thế nào thì không cần suy nghĩ cô trả lời ngay là một tòa lâu đài hoành tá tràng. Vì dù sao tô ra cũng là vua mà, ở lâu đài nó mới xứng. Cậu cũng lấy con iPhone ra xem thử thì không biết xây kiểu gì đây. Đúng lúc này Rosetta chạy vào bảo rằng để đấy chị lo. Rồi dắt mọi người đến công xưởng. Thật ra nếu thu thập đủ nguyên liệu thì ba ngày là xây xong. Nhưng mấy nguyên liệu đó toàn là nguyên liệu hiếm và vô cùng đắt đỏ thì kiếm thế méo nào cho đủ. Lucia đã nảy ra ý tưởng dùng lại tòa lâu đài cũ ở phía Bắc Đế quốc để giảm thiểu chi phí xây dựng. Thế là sau 3 ngày tòa lâu đài của Tô gia và các con vợ cũng hoàn thành. Lúc này Linh cũng tới thăm nhà cậu với tư cách là sứ giả của vương quốc người thú. Thật ra là ăn nhờ ở đậu anh em ạ. À. Sau đó cậu đã nhờ bé Gene làm chuột bạch cho cánh cửa dịch chuyển mà cậu mới tạo ra. Khi chạm vào đây thì nó cho phép người dùng nói ra nơi mình muốn đến là sẽ đến được ngay, như cánh cửa thần kỳ của Dogemon vậy đó. Lúc này cậu lại nhận được thư triệu tập của cha vợ tương lai đến để gặp mặt hoàng vương của hoàng quốc Refrizz là cha của nhỏ này nè anh em. Ông nghe nói cậu đã xây xong lâu đài nên muốn đến thăm. Nhưng thật ra ý định thật sự của mấy ông vua này là đến chảy hội, chơi trò đã ấy mà. Tô gia đã chơi lớn đầu tư nguyên một căn phòng giải trí với mấy trò chơi ở thế giới cũ của cậu. Không những thế còn có cả máy phục hồi sinh lực. Mục đích là để mấy ông vua đến đây còn có cái để quẩy. Lúc này Subaki đến ít kiến cậu. Cô đến đây với tâm nguyện được làm việc dưới trướng của Toza lý do là tên lãnh chúa mới như chấn bé đủ làm cho lãnh địa bị chiếm hữu gia tộc cứ thế bị tiêu diệt nên họ có ý muốn nhập cư sang vương quốc của cậu vì số lượng khá đông nhưng họ đều có thể tự lo cho bản thân nên cậu cũng đồng ý tô ra cùng tướng quân kusaka bắt đầu bàn bạc để có thể giúp người dân và vương quốc nhỏ này phát triển hơn tô ra muốn thu hút thương nhân đến đây nhưng trước tiên là phải xây dựng con đường chính để di chuyển mọi người cũng rất hợp tác xây xong đường rồi thì cậu muốn xây thêm hàng quán để tiếp khách du lịch thoáng một cái là đất nước của cậu gần hoàn thiện cờ giờ ảo thật đấy. Làm việc vất vả may mà có bé Lu quan tâm mang cơm đến cho Tô ra ăn, nghe nói cậu thích ẩm thực Izen nên cô đã tự làm. Còn nhờ chị Subaki chỉ dẫn, tuy là lần đầu nhưng ăn lại vô cùng ngon nên Tô ra cứ khen lấy khen để làm cô ngại ngùng con thạch sùng. Cuối cùng thì mấy vị vua cùng dàn con cháu của họ cũng đã tới chơi. May mắn là mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Mọi người ai nấy đều rất vui vẻ với nhau làm cho Tô ra cũng ấm lòng. Cuối ngày cậu tiễn mọi người về bằng một màn pháo hoa vô cùng rực rỡ và đây cũng là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy pháo hoa. Lu cũng nói cho Tô Ra biết cảm xúc của cô rất hạnh phúc à hạnh phúc khi được sống bên cạnh cậu. Nhân cơ hội này thì cậu cũng trao cho Lu chiếc nhẫn đính hôn là minh chứng cho việc cô đã chính thức trở thành vợ sắp cưới của Tô Gia. Cuối cùng cả hai nắm lấy tay nhau cùng ngắm nhìn màn pháo hoa tuyệt đẹp. Ngày hôm sau nhóm của Tô Gia tiếp tục chuyến hành trình tìm kiếm các di tích Babylon còn lại. Nhờ vào lời của một thương nhân đáng tin nên họ đã tìm tới vùng đất băng giá này. Loay hoay một hồi thì cũng tìm thấy lối vào nên Tô Gia vào kiểm tra trước vẫn như mọi lần cậu truyền ma lực của mình vào để kích hoạt phép dịch chuyển lên bên trên khu vườn trước mặt cậu là một tòa nhà bự trà bá còn sau lưng là một em gái với cặp tâm hồn có lẽ bự nhất cái phim này luôn rồi cô ấy tên là phờ ra người quản lý lò luyện kim này còn thằng tô ra này vừa trả lời nhưng đôi mắt cứ nhìn vào hai quả bưởi nây nảy kia đúng là đàn ông đích thực nhìn ngược đầu tiên cậu nói rằng đã được seska và josetta công nhận rồi nhưng phờ ra vẫn phải kiểm tra lại cho chắc bằng cách cầm tay thằng tô ra đặt lên cặp bưởi to tròn của mình khiến cậu sốc ra mặt cơ mà cũng ra gì đấy sau đó là màn cháo lưỡi quen thuộc để chuyển giao quyền điều khiển khu vườn lò luyện kim này tiếp đến phở lo ra dẫn tô ra đi tham quan một vòng bên trong lò luyện kim nơi đây có rất nhiều loại sản phẩm đa phần là những loại thuốc ví dụ như thuốc tăng ham muốn thuốc thôi miên chất kích thích các kiểu con đà điểu nói tóm lại là liên quan đến vấn đề sinh đẻ phở lo ra kêu cậu có thể dùng thử mấy cái này lên người cô nhưng tô ra thôi thôi tao lại mày để tao yên sau đó cậu rất mọi người cùng lên tham quan nhưng mục đích chính của mấy con vợ của tô ra là hỏi phở lo ra làm cách nào mà bự dữ vậy cho tụi em xin bí quyết để giữ chồng với. Còn bà Flo ra này đã bóp giái tô ra nói rằng hồi nãy anh tô ra bóp em sướng lắm khiến tô ra muốn độ thổ mẹ luôn. Còn kể thêm vụ cháo lưỡi nữa chứ khiến tô ra phải quỳ xuống xin lỗi các cô vợ của mình. Thế là giờ có ba cái vườn trời rồi he he, xong việc thì cậu về nhà để học ma pháp mới chính là ma pháp bay. Vì được tác giả bút bẩn nên cậu làm phát được luôn chứ không phải khổ luyện gì cả. Nhưng bay lượn giữa trời chưa nắng nóng gần bốn chục độ thì có mà chết à. Quả nhiên là vậy khi bay một hồi cậu chóng mặt muốn chết nên nằm lên đùi Elze để nghỉ ngơi, lúc này Tô ra cũng rủ Elze cùng bay thử cho vui. Lý do cậu học phép này là để đối phó với đám quái vật đá biết bay kia. Sau đó cậu lại bay thêm một vòng nữa xung quanh vương quốc của mình, lúc này bỗng chúa gọi đến nhưng giọng nói lại là của thần tình yêu. Cô bảo cậu lo việc nước việc dân xong rồi thì hãy vun đắp tình cảm của người xung quanh mình đi. Cụ thể chính là tới nhà của mấy cô vợ để thông báo việc kết hôn. Đầu tiên là nhà của Gia E, Do nhà cô ba đời làm samu mu dai nên cha cô đã thách đấu Tô ra nếu thắng thì tao gả con gái cho mày. Nhưng lúc này ra e đứng dậy cầm thanh kiếm lên đòi đánh thay Tô ra. Bởi vì cô đã thề sẽ bảo vệ cậu suốt đời. Thấy phản ứng của cô con gái như vậy thì cha mẹ cô cũng đã hiểu tình cảm mà cô dành cho Tô ra sâu đậm đến mức nào và chấp thuận gả con gái cho cậu. Tiếp theo là đến nhà hai chị em là Linze và Elze. Mặc dù không có cha mẹ hai người ở đây nhưng ai cũng đồng ý vì thấy Tô ra dù làm vua nhưng lại cư xử rất phải phép với người lớn tuổi sau đó cậu nhóc này đã nhờ tô ra đi tiêu diệt dùng đám gấu sấm xét vì nó chuyên phá hoại mùa màn chẳng làm ăn được mẹ gì hết rất nhanh ủy thác đã được cậu hoàn thành lúc ngồi nghỉ ngơi tại hội quán thì cậu gặp lại nd đệt mợ sao tôi nhìn mặt thằng này cứ gian gian kiểu gì ấy nhỉ cũng đúng lúc tô ra muốn hỏi cậu vài chuyện nhưng sẽ có một số chuyện nd nói được và một số không nói được cũng chẳng sao cả đầu tiên là về nguồn gốc của lũ quái vật bằng đá đó nd kể rằng chúng không phải sinh vật ở thế giới này chúng đến thế giới này là để tìm một cái lõi dựa vào âm thanh mà cái lõi phát ra. Cái lõi đó chính là vua của bọn chúng, lý do chúng tấn công con người là vì cái lõi đó đang nằm trong cơ thể ai đó ở thế giới này. Do âm thanh của nhịp tim đã lấn át âm thanh của cái lõi nên giờ chúng vẫn chưa tìm được. Vụ việc bọn quái vật người đá hủy diệt đất nước xảy ra 5.000 năm trước cũng chính là từ việc này mà ra. May mà lúc đó ND cũng giúp một tay và hiện tại cậu ta vẫn là đồng minh của con người. Câu hỏi cuối cùng mà tô ra hỏi là mày là ai mày cởi đồ ra. ND đáp rằng tao là kẻ lữ hành trong cái game gacha củ chuối nào đó, vì lo lắng nếu sự việc 5.000 năm trước quay lại thì sao mà đỡ nổi nên tô ra tức tốc đến hỏi. Rosetta có thể sản xuất hàng loạt cổ máy chiến đấu VIP rồi kia không thì câu trả lời là không. Vì nguyên liệu khan hiếm và chi tiết thì vô cùng phức tạp, muốn kiếm được nguyên liệu và tàn tích Babylon để gia tăng thêm sức mạnh thì phải cần thêm thông tin. Thế nên một ai đó có thể bay lượn trên bầu trời để thu thập thông tin thì tốt mấy bé pet của cậu đề xuất cậu hãy triệu hồi viêm đế vì cô ấy có thể hô biến ra rất nhiều chim to trà bá để đi khám phá ngay lập tức cậu triệu hồi ra viêm đế là một con chim vô cùng oai phong lẫm liệt nó nhanh chóng đồng ý lập khế ước với tô mà không cần phải chiến đấu làm gì cả mệt bỏ mẹ ra vì cậu đã thuần hóa hai đứa kia rồi nên cô có đánh cũng thua thôi chứ sao mà thắng được thằng bút bẩn vậy từ giờ tên của viêm đế sẽ là kuzoku theo như yêu cầu của tô thì kuzoku liền kêu gọi một đàn chim khổng lồ bay bốn phương tám hướng để thu thập thông tin về cho cậu và mong sẽ tìm được thêm tàn tích Babylon. Hôm sau trong lâu đài tình ái có một đôi vợ chồng đang ân ái với nhau. Mên cảm thấy ước gì cứ mãi thế này với cô em thì chợt tỉnh giấc nhớ hôm qua ngủ chân đơn gối trước sau nay xuất hiện Jumina ở đây vậy trời. Khi thấy dáng vẻ thức dậy của cô em quá dễ thương khiến thanh niên muốn độ thổ, đã thế còn hỏi sao cô lại ở đây thì vợ chồng cùng chân một đêm thì có gì lạ đâu. Cũng chỉ vì đó giờ tô ra toàn lo việc nước nên nay vợ mới tự dâng thân đến vậy mà còn sụp dai cái gì. Trước khi ra khỏi phòng Jumina còn đặt lên nụ hôn tình yêu cho Tô ra làm thằng nhỏ ngại muốn chết. Đang nằm nghĩ về năm cô vợ hết nước chấm thì Kizoku đến thông báo nhận được tin từ chú chim trinh sát có vẻ đó là một kim tự tháp đen tuyền được xây dựng bằng chất liệu kỳ lạ. Nghe xong Tô ra liền tập hợp các con vợ lên đồ đi với cậu, địa điểm đó nằm ở phía tây vương quốc Sandoza, nó là một hòn đảo nhỏ. Các cô vợ lần lượt cá cược nó là những thứ khác nhau nhưng nam chính chỉ cầu trời khấn Phật cho nó là một cái nhà kho dùng cái. Các cô vợ và ông chồng cùng nhau lên đường, đang đi giữa đường thì cả đám phát hiện có một con quái thú lớn mấy đứa chân dài chưa kịp lao ra thì nhóc paula đã sung máu nhào đấm đá trước con hà bá có sừng vừa lao đến thì jumina đã chắn cho chồng và bắn vào mắt con quái sau đó elze dùng lời nguyền băng kết giữ chân nó và lu lao đến cứa sẵn bốn cái chân để tiện đi hầm canh chua ra e lao đến cho một cú chí mạng rời mẹ cái đầu con quái tuy con quái này không có khó khăn gì với các cô em với cương vị là nam thanh niên thì tô ra đã nhận được một cú sốc khá lớn dù là mấy chục con đi nữa thì vẫn bị các cô vợ dành hết đám quái, giết rồi cầm cây súng đi theo như súng đồ chơi Á anh em. Paula dẫn tô ra đến nơi ma trận dịch chuyển của Babylon rồi cậu dịch chuyển đến một lên bên trên như mọi lần. Chưa kịp phòng thân thì bị nhỏ tóc đỏ chứng tỏ ăn chơi này cho một đao xém nữa là mất giống. Tuy mặt thì lo ly nhưng cái nết đáng sợ quá anh em ạ à cho người ta một đao suýt thì khỏi để còn cười hà hà hồ hố. Cô nhóc này tên Monica là người quản lý ở Babylon. Sau khi nghe Tô ra nói đã nắm trong tay vô số Babylon thì liền đổi con mắt muốn chiến một phát với thằng khứa này xem tay to thế nào. Ai ngờ chưa kịp phát cây cờ lê tới thì bị ma thuật của cậu làm nhỏ trượt té sấp mặt lờ. Đã thế còn bị thấy quần tam giác phong cách đen huyền bí làm nhỏ lên máu điên lao đến đòi xóa ký ức cậu. Thế mà lại một lần nữa té banh càng trước mặt trai cho nó ngó kỹ hơn, đúng là đen đủi quá lo ly hơi. Thế là hạ gục một cách dễ dàng Monica đã chịu thua chấp nhận chủ nhân như cậu rồi bật dậy chụt một cái coi như là đăng ký thành công. Sao đăng ký thế này nhìn lời quá nhỉ anh em, Nam chính chúng mánh vì Babylon này chính là một kho chứa. Vào trong tham quan cảm thấy nơi này rất rộng có điều là cái chân bị lùn quá khiến Loli không thể bấm nút mở cửa. Ai ngờ nhỏ ổi máu chó điên dùng cờ lê đập banh cái nút cửa. Bên trong là một con frame gear mẫu cũ đời đầu. Tô ra ngỏ ý muốn leo lên thử thì Monica bảo ô Sơ Kê, thoải mái leo dù gì nó cũng không hoạt động. Làm thanh niên đứng ngoại hình vì con này không có nguyên liệu để hoạt động và người quản lý phòng nghiên cứu có thể tạo ra nó. Rồi Monica dẫn mọi người đến gặp Flora cô nói tuy có thể làm ra nhưng chất lượng lại hơi pha kẻ hơn cái của phòng nghiên cứu mà đối với tô ra miễn sao nó hoạt động là ok con dê trước tiên phải cần quặng ether vì nó có thể khuếch đại lưu trữ giải phóng ma lực linze đã đưa cho flora nhưng nếu tìm một cái to như flora nói thì hơi khó làm cậu rơi vào tuyệt vọng thì ra e đã đề nghị tô ra thử dùng điện thoại để tìm kiếm thử khi đã có bản đồ tìm ma thạch họ bắt đầu lên đường một lần nữa bỗng chốc tô ra đã tìm được một ma thạch to bự tổ trảng hào hức vì chỉ cần một tháng nữa là hoàn thành thì Monica dẫn Rosetta đến bảo trì sơ lại cho đỡ xuống cấp. Ai mà có rẻ nhỏ lo ly phá banh cái điều khiển cửa luôn rồi còn gì. Rosetta đề nghị Tô ra ngồi thử vào buồng lái coi có ngầu đét không. Sợ chủ nhân chưa quen việc điều khiển con lớn nên tóc vàng đã lén lút tạo ra frame unit để trải nghiệm thử mô phỏng và nó chỉ cần ma lực để hoạt động thôi. Và thế là con chiến mã của Toza có thể hoạt động như cậu muốn trong tưởng tượng bằng chiếc unit mà Rosetta làm ra. Rồi Monica cũng vào thử nghiệm và dạy cho cậu cách thực chiến bằng kiếm mà chiến kiểu gì thì nhỏ này cũng té cái bịch banh càng ra quả là một lo li đáo để tất cả mọi người đều được một con chiến mã riêng để thử nghiệm làm quen dần trong lâu đài sau đó sẽ tiếp tục sản xuất hàng loạt con frame gear tuy tốc độ chỉ có một ngày một con nhưng trong vài tháng là sẽ có đủ cho tất cả mọi người trong lâu đài thấy cái tên cũ phèn chua quá nên tôi ra quyết định đặt tên trẻ valier mang ý nghĩa hiệp sĩ cho nó tranh xả đang nói thì nhỏ su từ đâu bay ra đòi kết hôn với cậu nói không phải cậu thích gái trẻ hay sao em còn chưa dậy thì nên hốt em luôn đi quản gia đến đúng lúc ngăn lại vì đệ nhất hoàng tử đã cầu hôn bé su tuy đề nghị không tồi nhưng bé su chỉ muốn hốt tô ra và không muốn trao thân cho người không quen biết bị một cái là ông nội đó còn qua 30 tuổi đã thế già mà còn lăng nhăng chap boy quá 30 tuổi còn chưa thể nối ngôi nên cô bé không thích nghe tuổi cách xa tới thập kỷ thì tô ra cũng hú hồn tưởng đòi đính hôn thôi sau này mới kết hôn thì thằng già đó đòi kết hôn bây giờ cho máu vì đã yêu bé su từ cái nhìn đầu tiên ở party vì sợ cưới ông già nên su đòi na này tô ra thu nhận cô làm vợ đi nhìn ánh mắt lo ly của cô thì cũng hơi có động lòng nên về nói ý kiến cho các con vợ ở nhà. Vậy mà mấy con vợ nói thôi thì hốt nó về làm vợ cũng được mà. Mà ông hoàng tử đó là một người thù dai nếu nghe bé Su là vợ của Tô ra thì sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước cậu. Nhỏ xét ca này đòi thủ tiêu luôn đi, đã già đầu còn ích kỷ mê lô Mấy nhỏ kia cũng lần lượt đòi chém giết đủ thứ cách nhưng nam chính không chịu. Vì vậy cậu đến chỗ công tước nói chuyện, vì do quyền lực nên tên hoàng tử đần đó vẫn không bị trục xuất khỏi vương tộc. Và người đàng hoàng trong vương tộc chỉ còn mỗi đệ nhị hoàng tử, do là con thế thiếp nên bị đầy sống xa hoàng cung tuy bị khinh thường nhưng tâm rất tốt đang nói chuyện thì nhận được thông báo có sứ giả đến để đòi hôn nhân công tước đã xin phép từ chối vì đã quyết định đối tượng gã chồng là tô gia mà tên sứ giả này như gặp được ai nghe danh cậu đã quỳ lạy chào hỏi biết tô gia sử dụng được thuật dịch chuyển nên nhờ xin cứu lấy mẹ hắn không ai khác tên sứ giả này chính là đệ nhị hoàng tử của vương quốc lai ni đệ nhị hoàng tử nói rằng mẹ mình không bị bệnh cách ly mà là đang bị giam cầm nên muốn đến đây để xin tô gia cứu bà ấy trong tay thủ tướng qua đách vì do sợ bị thủ tiêu nên không ai có ý chống đối tô Giang nghĩ chắc rằng tên thủ tướng có cùng dòng máu với đệ nhất hoàng tử nên làm thế cho hắn dễ dàng lên ngôi vua và hôn sự lần này cũng là cái cớ cho bọn họ leo tọt lên ngôi vị nhanh hơn chọn sushi còn nhỏ vì cô không thể phản kháng lại hắn và dễ dàng bị điều khiển vì thế công tước muốn làm to chuyện họp khẩn các nước và phế chốt tên đệ nhất hoàng tử đó cho đệ nhị hoàng tử cờ lao lên làm vua sau khi họp khẩn các anh em nước nhà ai cũng đồng tình cho cờ lao lên làm vua và phế chốt thẳng già kia tuy vậy mà khi cờ lao nhìn thấy anh mình ức hiếp dân thường nhưng bản thân không thể làm được gì nên giờ đây sẽ cố dốc sức hoàn thành nó vậy nên các anh em đều đồng ý lời thỉnh cầu của cờ lao nhưng trước hết tô ra muốn có cách hạ bệ tên thủ tướng đó và tránh đàn áp bằng vũ khí nhưng ai có rẻ mấy ông quan chức đùn hết việc cho một chàng trai trẻ này trước mắt tô ra đã dùng thuật dịch chuyển đưa mọi người đến lai ni đã thế còn có ma pháp tàng hình làm cho cờ lao không biết mọi người đang ở đâu đúng là hào quang nam chính có khác trước mắt tô ra muốn xem tên đệ nhất hoàng tử và thủ tướng là người thế nào haku đã thấy được trên cổ cô gái kia là vòng cổ nô lệ sau khi tên đệ nhất hoàng tử nghe việc bị từ chối hôn sự thì đã cho cờ lao một cú tát trời váng hắn nói không biết bắt cóc nó về rồi chỉ cần đeo vòng nô lệ là xong khi nghe hôn phu của bé su là tô ra thì hắn đã cho cờ lao đi lan tuyển tin đồn rằng tô ra là một kẻ hám gái làm cho nhiều phụ nữ đã khóc hu hu vì làm thế hôn ước có thể sẽ bị hủy bỏ nhìn thấy ánh mắt căm ghét của cờ lao tên này liền đá cậu một cái rồi rủa mắng kinh khủng đến khi bà mẹ bước ra nhìn trông cũng quý bà như là bà già á trời bà ta biết chuyện hôn ước bị hủy nhưng vẫn không có cảm xúc vì dù thế nào con trai bà cũng có thể lên ngôi nên đã đòi đi nói chuyện với chồng tô ra đưa cờ lao đến một nơi để chữa trị vết thương cho anh tô ra hỏi vòng cổ nô lệ đó là như thế nào thì được biết tên đó đã mua chúng từ một thương nhân vương quốc san ra nhưng rõ ràng nước của cờ lao đã nghiêm cấm việc buôn nô lệ thấy vậy nên tô ra ra tay nghĩa hiệp dùng cánh cổng thần kỳ của đô ra emon để tháo chiếc vòng cổ cho cô gái kia thì khứa đầu xanh lẻ kia đã hết toán đi tìm nô lệ nhìn thấy thủ tướng hắn liền chạy lại mách lẽo tên thủ tướng bảo không thấy thì xích cái vòng cổ và giết nó luôn đi nô lệ mà chạy thì giữ lại làm gì vừa nói xong thì chiếc vòng trên tay tô Gia đã bị siết chặt tên thủ tướng nói tiếp theo sẽ dùng hoàng tử cờ lao để đi tuyên chiến với vương quốc palu tuy bề ngoài thì trao công thư nhưng bên trong là nội dung tuyên chiến vì thế bên họ sẽ điên lên và thẳng tay với cờ lao đang làm sứ giả tô ra bảo bây giờ bọn họ sẽ đối đầu toàn diện với tên thủ tướng kia liệu anh có thực sự ổn áp với điều đó vì để cứu mẹ nên cờ lao quyết định chơi game một mạng với tên thủ tướng đó luôn mẹ của nhị hoàng tử bị giam lỏng ở thành galia nằm trong lãnh địa của thủ tướng kia nếu dùng ma thuật tàng hình của toza sẽ thâm nhập được vào trong một cách easy toza dùng điện thoại để kích hoạt tê liệt đám lính đang canh gác nhưng điều này là cờ lao ngạc nhiên há mồm thì ra ê đã nói thôi rồi từ từ rồi làm quen ông anh ạ à, và rồi cờ lao đã gặp được mẹ mình sau đó là tình thắm thiết như tình mẹ con thế là cuộc giải cứu hoàn tất easy game với toza khi đã mua bán bảo bối của Doraemon. Ông chú hầu tước có bộ tóc bóng loáng này tên Cao P rất vui khi Hoàng tử Cờ Lao đã quyết tâm khiêu chiến với tên Thủ tướng Gian ác kia. Mà Tô Ra muốn hợp sức nhưng né vũ lực dùng cái và điều đó chỉ có thể tước bỏ sự ràng buộc của Thủ tướng và quyền thừa kế ngôi vị của Jabune, Không thể trục xuất tên Hoàng tử đó vì những bằng chứng rõ ràng đều đã bị tên Thủ tướng đó tiêu hủy hoàn toàn. Tô Ra liền nghĩ chắc vậy phải đóng vai phản diện đe dọa tên Jabune phải truyền ngôi cho Cờ Lao thôi vì không còn trói buộc nào cho Cờ Lao nên nam chính có thể làm gì đi chăng nữa cũng được và thanh niên sẽ quyết tâm trả thù cho Su những kẻ muốn bắt cô phải làm nô lệ, mày chết mày này con. Ngay cả con vợ cũng ngó thấy khuôn mặt nhìn là biết đang có ý định đen tối của Tô ra rồi. Bên phía thủ tướng cũng đã biết được Vương Phi đã tẩu thoát do cờ lao đã cứu thì tức điên lên sắp cắn người khác. Vì lo sợ nên thủ tướng thúc đẩy xin phép quốc vương đưa ngôi vị cho ra Bune và bắt giữ hoàng tử cờ lao. Về việc gây chiến tranh sẽ hoãn lại, bây giờ bọn họ sẽ tính toán nhổ cỏ diệt sâu, thấy cãi lộn vui quá nên nam chính móc iPhone ra quay lại úp phở bò với cái đờ ra ma này thì ra quốc vương cũng đứng về phía hai mẹ con vương phi bà già này hỏi sau khi quốc vương nhường ngôi cho vương phi thì làm sao thì tên thủ tướng nói thì cho ổng bốc hơi chứ sao nhưng làm sao bốc hơi thì không có kết tủa bởi ánh hào quang của nam chính ngay đây chứ ông bà già ra là tên hoàng tử gia bune là con trai của thủ tướng qua đách còn cloud mới chính là hoàng tộc thực sự họ đang có âm mưu lật đổ hoàng tộc khi biết bọn họ không phải anh em ruột thì cờ lao đã quyết chiến hết mình bảo vệ đất nước nghe vậy nên tô ra quyết định mở cổng đi mách lẽo với quốc vương hết sự thật rồi quốc vương đã triệu tập mọi người để quyết định nhiều ngôi thoái vị cho đệ nhất hoàng tử nhưng mà là hoàng tử Cờ Lao làm ra Bune mừng hụt sốc banh nóc. Cờ Lao bắt đầu tiến lên nhận ngôi thì bị hai cha con phe phản diện ngăn lại trách mắng. Khi nghe họ nói ra Bune mới là đệ nhất thì quốc vương được phen cười khoái chí rồi đưa ánh mắt căm ghét truyền cho công vương tô ra lên chiếu phim cho anh em coi. Má nhìn chân thật như livestream luôn anh em ạ. À. Tên thủ tướng Đinh lại ngăn nhưng bị bé Ha Ku gửi cho phát hết dám làm gì. Bây giờ ai cũng biết ra Bune không mang dòng máu hoàng tộc quốc vương bây giờ biết sự thật đã tước ngôi của tên qua đách rồi chất vấn việc sai trái của gia bu này xét theo tội trạng nên cả gia đình ba người sẽ bị tử hình vậy mà tên gia bu này, này không biết điều còn đòi phá nát đất nước và đám vợ của tô Gia nên cậu đã rút súng cho vài phát là hắn teo héo rồi ngất con mẹ nó luôn mọi việc xong xuôi tân quốc vương cờ lao đã khôi phục chức thủ tướng cho hầu tướng cao pe những tên ở phe phản diện đều bị thanh trừng còn gia đình ba người kia ngoài mặt là xử tử nhưng là bán cho bọn buôn nô lệ ở sa vừa về thì tô gia đã bị xu đùn phát cho dập mặt Cô rất vui vì chồng mình đã xử đẹp tên ác như con cá thác lác đó giúp mình. Thấy cô bé khóc vì mình không thừa nhận làm chồng, nên nó đã rưng rưng nước mắt nhưng Tô ra nói sẽ. Không kết hôn với ai khi chưa đủ 18 tuổi và chỉ muốn em ấy hạnh phúc vì cậu luôn coi cô là một em gái. Sáng hôm sau nhóm của Tô ra đi dự đám cưới của chàng kỵ sĩ và cô em người thú. Bố mẹ hai bên đã cảm ơn Tô ra vì cũng chính cậu đã gieo nên mối nhân duyên này mà. Nhìn cảnh này thì mấy con vợ của cậu cũng mong ngóng đến ngày động phòng. Ơ kìa mấy em anh đây phải làm đám cưới đến 6 lần đấy nhưng thật ra là chín lần cơ tô ra à. về đến nhà thì mấy em muốn cùng cậu đi hẹn hò tò te tí tẻ để có những kỷ niệm đẹp tuổi thanh xuân bởi vì mấy ngày qua tô ra chỉ toàn chăm chăm vào công việc thôi không yêu thương gì các em cả ô sờ kê hôm nay anh chiều mấy em tới bến ai cũng lên đồ đẹp để chuẩn bị cháy phố cùng chồng yêu nhìn mà muốn mờ lem mờ lem trước khi đi thì mấy ẻm oảnh tù tì cậu không biết để làm gì nữa hóa ra để thay phiên nhau để được ôm tô ra định mệnh anh em có cay không lại chẳng cay lỗn vài ra hôm nay cậu dẫn mấy em qua bên hoàng quốc di phở di chơi cả nhóm ghé vào tiệm trang sức thì tô ra nói sẽ mua tặng cho mọi người để kỷ niệm ngày hôm nay làm cho mấy em phái phái chảy nước miếng lại thay phiên rồi tôi nhìn mà còn cay vãi linh hồn đây này u là trời còn được đút cho ăn nữa thôi dẹp đi không gì view nữa nói chứ tiếp này he he tiếp nối cuộc hẹn hò thì cả nhóm quyết định đi xem phim anh hùng diệt rồng linh Gia tính sờ poi nhưng bị eo xe chặn họng mấy thứ này thường đi gặp cụ sớm lắm nha lúc này bỗng có mấy tên dở thói giang hồ chợ búa đến kiếm chuyện không làm mà vẫn muốn có ăn tụi nó xin cậu ít tiền xài chơi còn cầm dao ra hù Cậu còn chưa kịp ra tay thì mấy con vợ đã xử gọn bọn này rồi, đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba là đàn bà chớ có chọc giận nha. Đến chiều khi về thấy mấy em vợ có vẻ không vui vì chuyện ban sáng, nên Tô Gia đã an ủi và bảo rằng ở bên mấy em rất chi là vui và hạnh phúc à hạnh phúc, khiến mấy em lấy lại tinh thần ngay, về đến thì đã thấy bé Su đã mai phục sẵn dám đi chơi mà bỏ đứa em này lại, nên hôm sau cậu phải đánh lẻ với Su dẫn cô bé đi chơi này kia xung quanh vương quốc của mình, ăn chơi đã đời rồi thì Tô Gia và Su ngồi nghỉ chân bên bờ kè. Lúc này Flora thông báo đã hoàn tất việc chiết xuất ether liquid nên cậu đã nhanh chóng đến xem. Quả thật ngầu bá cháy con bọ chết mà ra e sẽ là người đầu tiên bóc siêu con robot này. Mà nhìn nó đi trong đủ khu thế nào ấy nhỉ? Ra e thấy nó khá dễ dùng vì trước đó đã được chơi thực tế ảo rồi. Cậu muốn nhanh chóng lên lái lắm rồi nhưng Elze đã hớt tay trên của tô ra làm cậu khóc ròng. Sau đó cậu qua xưởng chế tạo, cây kiếm chuyên dùng để đánh bọn quái vật đá kia đã hoàn thành. Lưỡi kiếm được làm chính từ thân thể mấy con quái vật đó lấy độc trị độc, còn nhờ Rosetta sản xuất số lượng lớn cho chắc ăn. Còn về việc sản xuất thêm robot thì đang thiếu nguyên liệu hiếm là quặng Ojikum. nó có ở trên người mấy con quái Ojikum nên cậu lôi con iPhone ra tìm thử thì thấy có quá trời. Tô ra bắt đầu bay đến gần vương quốc Letia để tìm kiếm, bỗng cậu thấy hỏa hoạn xảy ra phía dưới liền dùng thiên lý nhãn thì phát hiện một đống bọn quái vật kia. Có binh lính ở đây nhưng họ hoàn toàn không phải đối thủ của chúng, cô tóc vàng này gặp nguy hiểm Tô ra liền lao vào ứng cứu và dễ dàng chém được mấy con này cậu bảo em tóc vàng sơ tản người dân cậu sẽ lo liệu chỗ này sau đó cậu đi đường quyền vài vòng là hạ hết mấy con tép diêu này sau đó còn chữa trị cho tất cả binh lính rồi cả hai làm quen nhau cô em tóc vàng này tên hilda đệ nhất công chúa của vương quốc letia là vương quốc của hiệp sĩ tuy vậy cô rất bất ngờ khi cậu có thể hạ đám này một cách rất chi là ec game tô ra nói cho cô về bọn quái này rồi xin phép đem mấy mảnh vỡ này về thanh kiếm này cũng được làm từ bọn chúng thân là một hiệp sĩ nên hilda cũng rất thèm muốn cầm một thanh kiếm bá đạo như vậy một lần cậu nghĩ đây cũng là cơ hội tốt để kết thêm liên minh nên tặng cho cô hẳn ba cây trụng lại vẫn là ba cây cô vui vẻ hào hứng cầm lấy thanh kiếm nhưng tôi nhìn cái thái độ này thì ôi thôi nghe mùi con vợ thứ bảy rồi nha sau đó cậu tiếp tục chuyến hành trình đi tìm nguyên liệu đang đi thì tô ra bắt gặp một con này có vẻ như nó muốn chỉ cho cậu điều gì đó nên cậu đã đuổi theo quả thật là vậy khi ngay cạnh sông là một cô gái bị thương rất nặng sắp trên bờ vực cái chết tô ra liền dùng phép thuật chữa trị mạnh nhất mong sẽ cứu được cô gái này cô ấy đã tỉnh nhưng lại ngất ngay sau đó Tô ra đem cô ấy về lò luyện kim để chữa trị. Thật bất ngờ khi ở đây có thể điều trị và khôi phục lại cơ thể chỉ trong một ngày. Chỉ có điều có vẻ như cô ấy đã bị mất trí nhớ. Tô ra cho rằng có thể là do di chứng sau khi điều trị chăng? thì Flora bảo rằng để em cắt thử thứ trong quần anh nhé, thì thôi anh không cà khịa em nữa. Cậu đến gặp và hỏi tên thì quả thật cô ấy chẳng còn nhớ gì cả. Thế nên cậu đã hỏi ý cô về việc đặt một cái tên tạm thời. Nhìn ngắm mái tóc màu hồng này thì cậu đã quyết định đặt cho cô ấy cái tên là Sakura. Cô ấy cũng vui vẻ nhận lấy cái tên này cậu bàn chuyện việc cô ấy mất ký ức cho mấy em vợ nghe và để Saku ra cho Kizoku bảo vệ. Cậu sẽ tìm cách khôi phục lại trí nhớ cho cô ấy nên giờ cậu sẽ đi thăm Sakura. Ra đến nơi thì nghe cô ấy cất tiếng hát mới tuyệt làm sao không như ai đó giáp người bác tên hổ. Chính cậu cũng bị chìm đắm vào giọng ca của Saku ra liền đến khen lấy khen để. Không hiểu tại sao nhưng cô có cảm giác rằng mình rất thích hát. Tô ra liền này ra ý tưởng. Cậu đi xem cây đàn piano còn hoạt động tốt không rồi ngồi chơi mấy bài vì cậu đã bỏ khá lâu rồi. Saku ra đằng sau đứng nghe vỗ tay ầm ầm. Hóa ra đây là thứ tô ra muốn cho cô xem. Vì cô hát rất hay nên cậu nghĩ có thể cô sẽ thích những loại nhạc cụ như này. Quả thật cô rất tài năng trong lĩnh vực này khi cậu đã đàn lại bài hát lúc nãy mà cô đã hát. Lần này còn hay hơn gấp bội đỉnh của chóp mấy con vợ đứng đằng sau cũng vỗ tay ầm ầm, lập fan cờ lắp và muốn cô hát thêm cho nghe. Một lát sau, Gjim ở hội mạo hiểm đã tới nhờ tô ra thực hiện một ủy thác khá nguy hiểm. Đó là một con quái vật đáng sợ người ta đồn rằng khi nhìn vào mắt nó thì chân sẽ bị hòa đá cả cơ thể cũng sẽ hóa thành đá ngay sau đó, đã có rất nhiều người đã bị nó hại và vô số mạo hiểm giả đã bị nó hóa đá. Vì tính chất quá nguy hiểm nên cô chỉ dám nhờ cậu thôi vì Tô Gia là người có hạng cao nhất trong hội mạo hiểm. Ngoài ra có một người nữa là vua của vương quốc hiệp sĩ Letia nhưng ông ấy đã 70 tuổi, ra là ông của cô công chúa kia, Tô Gia suy nghĩ một hồi thì hỏi thù lao bao nhiêu. Thấy khá hời nên cậu đã nhận ủy thác này, các con vợ còn tưởng cậu làm vì tiền thì cậu lại lấp la lấp liếm vì sự an toàn của người dân thôi mà. Mấy con vợ cũng đòi đi theo vì có cậu rồi mà còn sợ cái gì, để phòng có nguy hiểm xảy ra thì cậu tặng ra e một thanh katana được làm từ mấy con quái đá. Thấy vậy mấy con vợ khác cũng mặt nặng mặt nhẹ, thôi thôi ai cũng có phần mà căng thế chứ lị. Do tìm một lúc thì cuối cùng họ cũng đã chạm chán với nó, cả nhóm xông lên ai cũng có vũ khí mới mà Tô Gia đã tặng cho. Màn phối hợp khá ăn ý nhưng vẫn chưa hạ nổi con quái vật này, nó phun khói độc linh đang nguy hiểm may mà cậu đã cứu kịp. Đang đánh nhau mà toàn nghĩ đến vếu tôi cũng lại trả, cậu lôi thanh đoàn đao ra một chém tất sát luôn con quái này việc gì cũng đến tay thì khổ quá mà nhìn lại thì chân cậu bị hóa đá từ lúc nào chẳng hay đến tất còn hóa đá luôn này may là nó chưa hóa đá lên cái chân thứ ba đấy không thì vợ nó bỏ hết lu đã chạm vào mắt nó nên phần dưới đã bị hóa đá lúc chữa trị xong thì lu đỏ mặt liền kêu tô ra quay ra đằng sau thì ra không chỉ cái quần ngoài mà cái quần trong của lu cũng bị hóa đá mẹ rồi tô ra nghe vậy muốn quay mặt ra sau ghê nhưng sợ đầu mình sẽ như con hồi nãy mất lúc này lại xuất hiện thêm một con nữa tô ra nhanh chóng quay lại cảnh báo mọi người cậu đã nghĩ ra cách để đối phó với cặp mắt của nó chính là làm cho nó mù nhìn như mấy cảnh trong hentai z ấy nhân lúc này họ hóa kiếp luôn cho nó về đến nhà gờ gym chân thành cảm ơn cậu tô ra cũng chuẩn bị cứu những người bị hóa đá thì lưu ngăn lại nhưng đã quá trễ rất nhiều chim trong lồng chim bay ra còn mấy ông vua thì rảnh rồi sinh nông nổi mượn robot của tô ra để đập nhau cứ như chơi game vậy mấy vị vua ai cũng mê mẩn mấy con này rồi tô ra nói sẽ cho mọi người mượn để chơi cho khuây khỏa nhưng tuyệt đối không được dùng vào mục đích chiến tranh. Bên vương quốc Letia công chúa Hilda lúc nào cũng nhung nhớ Tô ra làm cho ông của cô lo lắng. Có vẻ như ông sẽ đến thăm vương quốc của Tô ra một chuyến. Quay lại với Tô ra thì cậu đang cùng Monica điều chỉnh lại cỗ máy chỉ huy. Có Haku thông báo cho cậu có khách đến thăm và tự nhận là chị của Tô ra. Cậu kiểu ủa gì dỡ tôi làm gì có chị ở đây. Hóa ra là bà thần tình yêu giả danh chị cậu còn lấy tên là Mochizuki Kazen. Còn mấy con vợ cứ tưởng thiệt mà cảm động khóc sứt mướt cả lên rồi rời đi để hai người xung họp gia đình, lý do bà xuống đây là để nghỉ xả hơi. Thật ra là chữa bệnh đau mỏi vai gáy của mình, vì xung quanh Tô ra có rất nhiều sự tình yêu ấm áp nếu cảm nhận được chúng thì căn bệnh của cô sẽ khỏi. Vì thế nên cô sẽ ăn nhờ ở đậu nhà Tô ra một khoảng thời gian. Lúc này có thông báo sứ giả của Vương quốc Hiệp sĩ Letia đến ý kiến từ vài giờ trước. Trong lúc chờ cậu thì họ đã đi xem đoàn kỵ sĩ tập luyện quả không hổ danh, Kazen bảo không chỉ đến đây để xem thôi đâu rồi nở nụ cười nham hiểm khiến cậu càng lo lắng. Bên ngoài thì công chúa Hilde đang chờ cậu. Thật ra người muốn gặp cậu chính là ông cô Galen. Lý do ổng đến đây là để cảm ơn món quà và tham quan vương quốc của Tô Gia. Chưa kịp bắt tay thì ông đã bắt cái phao cao của em người hầu trước rồi. Ông già này quả thật không hổ danh từng là mạo hiểm giả hạng nhất, vì Lapid cũng từng là thành viên của quan tình báo mà ổng có thể dễ dàng vòng ra sau lưng như vậy. Vào thẳng vấn đề ông muốn đi xem cổ máy chiến đấu robot của cậu. Đây chính là át chủ bài để chống lại đám quái vật đá kia, Monica biểu diễn vài đường quyền cho họ xem. Tổng con này nữa là cậu đã sở hữu 10 con với lực lượng này, ông Galen không biết cậu đang có dự định gì. Vì lo sợ thảm kịch đã hủy hoại nền văn minh 5000 năm trước sẽ tái diễn nên cậu phải có kế sách chuẩn bị, chứ không nó ập đến bất ngờ sao mà đỡ được. Ngoài ra việc phục hồi cỗ máy này cũng sẽ giúp những nhiệm vụ như săn thú khổng lồ hay ngăn chặn thiên tai sẽ dễ dàng hơn, ngoài ra có thể cho các nước đồng minh mượn để họ tập huấn nữa. Mục đích chính của Galen khi đến đây là để liên minh với Tô Gia nhưng phải thông qua con trai là quốc vương. Nhưng trước mắt là ông không phản đối, Tô Gia cũng rất vui vẻ chấp nhận hilda có một thỉnh cầu có thể đấu với kiếm sĩ mạnh nhất vương quốc của tô ra được không ô sờ kê ra ê sử đẹp cô ta đê cuộc chiến diễn ra cân tài cân sức không bên nào nhường bên nào thôi tới đây dừng được rồi hilda bất ngờ khi tô ra có một kiếm sĩ xuất sắc như vậy nhưng ô oh no, chị đây không phải kiếm sĩ bình thường mà còn là vợ chưa cưới của ảnh nữa nhé nghe tới đây thì hilda giật mình cô còn bất ngờ hơn khi cậu còn quất luôn hai cô công chúa rồi bật ngửa khi nghe cậu đã có sáu cô vợ rồi đâu ra bà thần tình yêu xuất hiện nói cô gái đang yêu phớ hồng rồi chính xác luôn yêu tô ra chứ còn ai vào đây cảm xúc bối rối này chính là minh chứng cho việc đó gia e cũng rủ dê hilda vào hội vợ chưa cưới của tô ra luôn cho máu và thế là hilda đã đồng ý hét lớn sẽ trở thành vợ bảy của tô ra làm cậu hạn hán lời mẹ luôn lát nữa gia e sẽ giới thiệu cô đến mọi người nhưng việc bây giờ cần làm là đấu với galen một trận hilda phải đánh thắng được ông để chứng minh tình yêu dành cho tô ra trước khi ra trận thì hilda được ra mắt với mấy em vợ của tô ra ai cũng đồng ý vỗ tay nhiệt liệt chào mừng vợ bảy của chồng yêu kazen bảo hãy tâm sự về lần đầu gặp tô và cảm xúc của hilda lúc đó như thế nào mọi người cũng nhiều chuyện muốn biết chả là anh tô xuất hiện cứu em lúc khó khăn anh ấy tỏa sáng lấp lánh khiến trong mắt cô chỉ còn thấy mỗi anh ấy chốt câu anh ấy rất ngầu rồi tỏ vẻ ngại ngùng con thạch sùng mọi người hô hào hết cả lên đó chính là tình yêu đích bự á đích thực kể từ đó lúc nào hilda cũng nghĩ về tô là lòng ngực cứ thắt lại thế nên cô và ông mới xuất hiện ở đây và bây giờ phải chiến thắng được ông thì cô sẽ chính thức trở thành gậy đẹp của tô nhưng xác suất chiến thắng chưa tới 10%. Phải búp bẩn mới ăn được sời lo gì búp bẩn là chuyên ngành của Tô Gia mà. Trận đấu quả thật rất khó khăn Hilda phải luôn phòng thủ, phải khiến ông Galen lộ sơ hở mới ăn được. Tô Gia liền dùng iPhone tạo ra ảo ảnh khiến ông khựng lại. Bắt lấy cơ hội Hilda một chiêu đã hạ đo ván ông của mình, đúng là chết vì gái là cái chết tê giái. Thua là thua từ giờ Hilda chính thức trở thành vợ bảy của Tô Gia. Ông nhờ cậu từ giờ hãy chăm sóc cháu gái của mình, một lần nữa mọi người vỗ tay chào mừng Hilda. Dù sao cũng là hôn thê rồi nên cô cũng muốn biết nhiều thứ hơn về Tōja. Chẳng hạn như trò hỏi ba mẹ của cậu ấy, nói đến đây thì mọi người cũng không biết rõ về gia phả của cậu ấy lắm, vì ra rất ít khi kể về gia đình của mình. Lúc này Kazen xuất hiện bảo rằng mọi chuyện rất phức tạp nhưng sẽ có ngày cậu ấy sẽ nói ra tất cả. Sẵn đây thì Kazen sẽ tiết lộ về tình yêu đầu của ra khiến ai nấy đều háo hức vô cùng. Kohaku thấy có mùi méo ổn nên liền thông báo cho cậu nhưng bà này đã khóa chức năng liên lạc cờ mờ giờ. Ôi thôi em chúc chủ nhân bình an vô sự em ngủ đây bên này thì tô ra hát xì hình như có ai nhắc cậu hay sao ấy sau đó kizoku thông báo cho tô ra đàn chim được phái đi đã phát hiện ra di tích ở phía nam vương quốc letia đang tính đi một mình thì mấy con vợ xuất hiện với những bộ đồ nữ sinh trung học khiến cậu tỉnh mẹ người hai bà này cũng đú chen ôi vãi ỏ hóa ra là bà chị kazen đã tọc mạch chuyện của cậu lúc ở thế giới cũ mẹ ác vừa thôi sợ mấy con vợ buồn nên tô ra đành phải khen các em mặc rất chi là hợp làm anh muốn bắn à muốn nựng cho vài cái đến nơi cậu dịch chuyển lên một khu vườn vô cùng hoành tá tràng Quay lưng thì cô gái này bảo đây là thành lũy của bà và cũng là tòa tháp. Bà này tên là Leo ra vài trăm năm trước đã gặp được tòa tháp nên đã hợp thể luôn cho tiện. Tô gia cũng theo đó nói rằng đã được thừa nhận từ nhiều Babylon khác nên Leo ra cũng dễ dàng chấp nhận cậu là người tương thích. Tiếp theo Leo ra dẫn cậu đi gặp người quản lý của tòa tháp nhưng ẻm đang ngủ banh cái háng ra. Ui sời chuyện thường ngày ấy mà ngài tập quen đi là vừa. Để đánh thức con này dậy thì phải cần đồ ăn nên cậu đã đưa cho Leo ra một cây thịt xiên. Câu cá bằng mồi câu nhỏ này bằng đồ ăn anh em ạ. À gần 5.000 năm rồi noel chưa được ăn một bữa ra trò cô sẽ chấp nhận tô ra là người tương thích khi cậu cho cô một bữa ăn thịnh soạn và một chiếc giường ấm áp a à, đù nhỏ này thực dụng ta ơi mấy chuyện đó thì y xì với tô ra thôi nên noel đã nhào tới hôn cậu để xác nhận quyền chuyển giao vì quá sướng nên cậu thưởng nóng cho ẻm năm cây thịt xiên ăn cho đã leo ra cũng nhào tới cháo lưỡi cậu lâu đậm sâu vì lần đầu được hôn con trai nên ghiền thế á chứ lúc trước toàn tình một đêm với giáo sư Babylon mà thôi nếu tô ra muốn thì có thể đút à thôi bây giờ cô sẽ giới thiệu tòa tháp cho tô Gia đó là một cơ sở được coi như trái tim của Babylon. Nó có thể chuyển ma tố của không khí thành ma lực để vận hành các Babylon còn lại, vì dễ vận hành nên nhỏ này lúc nào cũng ngủ là thế đấy. Cậu đành phải để em ấy lên giường rồi đưa các con vợ lên đây. Lúc này Tô Gia nhận được bức thư khẩn từ Hoàng cung Jumina chính thức có em, là một bé trai vô cùng khỏe mạnh ông đem khoe với Tô Gia. Ông muốn cậu là cha đỡ đầu của đứa trẻ và đặt tên cho nó. Suy nghĩ một hồi thì cậu cho em nó cái tên Tô khiến ông vui mừng lắm. Tự nhiên khóc nên phải đưa cho bú sữa mẹ sau đó cả nhóm đi tắm suối nước nóng cho mát. Khi hoàng tử hạ sinh như vậy thì mọi nơi sẽ mở tiệc chào mừng và gửi quà, thấy cảnh đó mấy con vợ cũng liên tưởng đến cảnh sau này có con với Tô gia. Làm ai nấy cũng mặt đỏ ửng, bên ngoài thì mấy em người máy thông báo cho Tô gia việc cậu sẽ có 9 con vợ. Làm cậu muốn triệt tiêu luôn cái chân thứ ba chứ để vậy có ngày cũng gãy thôi. Mấy con vợ đằng sau nghe được thì hỏi Tô gia đang giấu chuyện gì, đang lo lắng không biết trả lời sao mới không bị thiến đây thì nhỏ Leo ra mở mồm trước rồi, thấy cậu lèm bèm quá nên ra ê khiêng qua một bên. Sau khi nghe tin cậu có đến 9 người vợ thì ai cũng lo lắng sốt vó, hai nhỏ này cũng hùa theo nữa chứ tha tôi. Thôi đến nước này rồi thì 7 với 9 chẳng khác nhau là mấy nên họ cũng tha cho cậu, vì vốn dĩ ban đầu dù cậu có bao nhiêu vợ họ cũng chấp nhận mà. Nhưng vì cậu đã giấu đi chuyện này nên đã bị kết án là có tội, hình phạt sẽ là cung cấp vitamin môi cho mấy con vợ ôi sồi ôi ngại chết mẹ sao mà làm được. Nên cậu đã đánh chống lãng còn việc tổ chức tiệc mừng cho hoàng tử. Thế là tạm thời tô ra thoát được kiếp nạn 80 này sau đó là màn pháo hoa tuyệt cả là vời và lễ hội được diễn ra bên dưới. Ai nấy đều rất vui vẻ khiến cậu thật sự rất vui, tuy cậu chưa có con nhưng có các em ở đây. Có đất nước này thế nên dù có bao nhiêu trở ngại khó khăn đi nữa thì cậu vẫn muốn được ở cạnh mọi người mãi mãi. Zumina hạnh phúc khi nghe thấy như vậy rồi đè cậu ra hôn, rồi ai cũng chờ tới lượt nhưng Lu thì ngại quá chạy mẹ luôn. Còn Hilda thì hoảng quá ngất bà nó rồi, tiếp đó là ra ê nhưng vẫn bị ăn đập. Quay sang Elze thì bị cho ăn đấm thiệt để tui hôn cho ông gà quá, kế tiếp sẽ là màn pháo hoa cuối cùng của buổi tiệc. Dựa theo cảnh này thì tôi chắc chắn đã đủ 9 con vợ hội mặt, sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phía bên trên thì setka mang ra viên đá nhìn thấu tương lai. Họ muốn một lần nữa nhìn thấy tương lai tươi sáng của Tô gia, vừa ngó vào là nguyên một dàn vợ 9 người xuất hiện đấy tôi nói có sai đâu. Trung phúc luôn này và hy vọng cậu sẽ có một cuộc sống đầy hạnh phúc à hạnh phúc. Vậy là phần 2 của chuyển sinh cùng điện thoại tôi làm bá chủ thế giới đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ anime nhà làm xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo